Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên Lobo. Thưa các bạn, trong quá trình chúng ta sử dụng một hệ thống âm thanh karaoke thì ngoài cái yếu tố cơ bản nhất đó là yếu tố người hát thì còn cái yếu tố thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là chúng ta làm chủ được những thiết bị mà chúng ta đang sở hữu. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách hiệu chỉnh một chiếc amply Jaguar 506N phối hợp với hai đôi loa, một đôi to, một đôi nhỏ, phải không ạ? Thế thì khi mà chúng ta phối hợp với hai đôi loa, đôi to, đôi nhỏ thì các bạn vẫn luôn luôn phân vân một điều là liệu cái đôi nhỏ nó có kêu to quá không, có sợ cháy không, đôi to nó có sợ nó bị yếu không. Đấy, thì hôm nay trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cặn kẽ tỉ mỉ với các bạn từng bước một để mà khi chúng ta hiệu chỉnh một dàn âm thanh karaoke đó như thế nào để đạt được cái hiệu quả âm thanh tốt nhất, và chúng ta sẽ xem cái kết quả ngay lập tức. Nào, bây giờ xin mời. Ở đây thì tôi đang đấu một đôi 501 vào cái hàng kênh 3 và kênh 4. Đôi 501 to, đôi thấp thì tôi đấu ở hàng dưới để cho ta nhớ. Thế còn đôi trên là tôi đang sử dụng một đôi 301 series 2. Thì tôi đấu nó vào cái hàng trên, tức là kênh 1, kênh 2 ở đây. Đấy, như vậy là volume ở trên này thì là tôi sẽ chỉnh được đôi nhỏ, còn volume ở dưới này tôi sẽ chỉnh được đôi to. Thế khi mà chúng ta hát karaoke thì đương nhiên là chúng ta phải mở to rồi. Thế cho nên là cái volume tổng của đôi 501 tôi để mức 11 giờ. Volume tổng của đôi 301 đôi nhỏ thì tôi chỉ để mức 10 giờ thôi. Vì là amply chuẩn và loa chuẩn, thế cho nên là tôi để toàn bộ ba giải bass trung tép đều ở giữa của cả hai đôi loa. Ở phần music ở bên này, với đôi loa to thì tôi sẽ đưa music lên tầm khoảng độ 10 giờ. Nó tùy theo cái nguồn nhạc của mình nhé. Ba lăng tôi để giữa bass, trung, tép. Thì ở đây có cái giải trung là tôi dìm bớt xuống, bù lại giải tép tôi đưa lên một chút, ít thôi. Thế còn cái đôi loa nhỏ ở trên thì nền nhạc tôi đã để rất ít thôi, bởi vì đôi này chủ yếu là nó để thể hiện cái lời hát. Thế cho nên là nền nhạc tôi chỉ để tầm 8 giờ 30. Ba giải bass trung tép tôi cũng để tương tự như ở dưới. Cái sở dĩ cái bí quyết mà để mà tôi cho được cái lời hát nó trội lên đó là vì đôi loa to ở dưới thì tôi đưa cái nền nhạc nó tương đối nhiều, thế còn cái đôi nhỏ ở trên thì tôi lại để cái nền nhạc nó rất là ít, chủ yếu là để thể hiện cái lời hát. Thế đó là cái cách mà tôi chỉnh loa. Bây giờ thì tôi bắt đầu phối đến cái mic xem là nó như thế nào. Ở đây tôi đang dùng một chiếc mic Shure. Trước hết là tôi để tất cả ở mức 12 giờ hết. Tất 12 giờ. Và tôi bắt đầu đưa volume của mic. Vì cái dòng mic PG này thì cái tín hiệu nó rất nhỏ nên volume nó tôi sẽ đẩy lên tương đối to. Lơ 1 2 3. Thế như vậy là khi mà tôi chỉnh volume lên đến tầm vừa phải để mà tôi có thể hát được. Đấy. Thì lúc này tôi thấy tiếng là ok rồi. Tạm thời tôi cứ cho nguồn nhạc nhỏ hết đã để tôi chỉnh mic. Thế thì với cái dòng mic Shure thì không nói làm gì, hoặc là Sennheiser thì không nói. Thế nhưng mà với những cái dòng mic khác thì chúng ta có thể chỉnh. Ở đây là bắt âm trầm, bắt âm trung và bắt âm gió của mic. Thì chúng ta có thể chỉnh cho cái nó phù hợp với cái loại mic mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như cặp mic này thì tôi có thể là để ở giữa hết, nhưng mà với một số cái mic khác đấy thì tôi sẽ phải điều chỉnh ba cái giải này sao cho nó hài hòa để nó thể hiện được đúng cái lời hát của mình. Echo tôi để hơi ít thôi, tôi không thích để echo nhiều. Lớn 1 2 3. Đến bây giờ thì tôi đã thấy rằng nó rất khá khá gần gần với cái giọng nói thật của tôi rồi. Bắt đầu chỉnh đến echo, từ cái dàn echo tổng.
Thì lúc này eco tổng tôi cũng chỉ để rất ít thôi. L 1 2 3. Vang của âm trầm tôi vẫn để 12 giờ. Vang của âm gió tôi vẫn để 12 giờ. Tiếp theo là cái số lần vang. Ở đây anh em lưu ý, nếu như hát mà tầm trung bình đổ xuống thì chúng ta cho số lần vang nó nhiều lên, tầm khoảng độ 12:30. Còn nếu như mà chúng ta muốn hát nó thật giọng của mình, những người hát tương đối, thì để nó in ít thôi. Chỉ khoảng độ 3 lần vang thôi thì là nó hợp lý. Thế còn hát trung bình thì chúng ta để 4 lần vang, tầm như này là tầm 4 lần. Còn vơi vơi bớt thì như này là tầm 3 lần. Tốc độ vang là cái nút cuối cùng. Nếu như chúng ta hát nó kém kém một chút thì chúng ta để tốc độ vang nó chậm thôi. Còn nếu như chúng ta hát tốt thì chúng ta để tốc độ vang nó nhanh lên thì cái giọng hát của mình nó sẽ ngắn gọn hơn. L 1 2 3. Đấy, chẳng hạn như thế này thì là vừa này. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu trộn nhạc để cho cái nền nhạc này của tôi này nó hài hòa, nó đúng với cả cái nó vừa phải, nó phù hợp với loa. Thí dụ như tôi có thể trộn một cái bản nhạc. Tôi bắt đầu đưa nhạc lên này, lấy nhạc của đôi to ở dưới là chúng ta trộn trước. Đấy, thì ở đây là tôi để mức 10 giờ là hợp lý. Như vậy thì cái đôi ở trên ấy, chúng ta chỉ cho một ít thôi. Như vậy đôi ở trên thì để tầm 8 giờ thì là hợp lý. Như vậy là chúng ta đã chỉnh xong một chiếc Amply 506 để có thể hát nó phù hợp với hai đôi loa, một đôi to, một đôi nhỏ. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử cái kết quả của chúng ta như thế nào nhé. Sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Cuộc tình đầu tiên anh dành cho em, từ lúc đôi ta đi học cùng trường, mộng mơ trang vừa học trò, kỷ niệm còn đó tim em. Em nhớ không em những lần hẹn hò, lần nào bên nhau như hình với bóng, tay ấm trong tay em thường bảo rằng dù cho núi lở non mòn, tình ta sẽ chẳng đổi thay. Chiều nay phương xa lòng nhớ về em, nhớ làn môi ấm em chào, những lần hai đứa gần nhau. Người thì ơi, xa nhau đừng quên ước thề, mai đây rồi anh sẽ về, thỏa lòng chúng mình mong nhớ. Mình về bên nhau tình xây ngất trời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Cuộc tình đầu tiên sẽ là mãi mãi, ta sẽ bên nhau xây mộng ngàn đời, tình yêu cao đẹp tuyệt vời,
nụ cười tươi thắm trên môi. Trong tay em thường bảo rằng dù cho núi lở ngọt mòn, tình ta sẽ chẳng đổi thay. Chiều nay phương xa lòng nhớ về em, nhớ làn môi ấm em chào những lần hai đứa gần nhau. Người ơi, xa nhau đừng quên ước thề, mai đây rồi anh sẽ về, thỏa lòng chúng mình mong nhớ. Mình về bên nhau tình xây ngất trời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Cuộc tình đầu tiên sẽ là mãi mãi, ta sẽ bên nhau xây mộng ngàn đời, tình yêu cao đẹp tuyệt vời, nụ cười tươi thắm trên môi. Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, anh sẽ yêu em trọn đời. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.